Theo kế hoạch vào tháng 10 năm nay, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ tư về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Từ nay đến thời điểm trên chỉ còn khoảng một tháng. Vì vậy, cùng với cả nước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, một trong những địa phương có lượng tàu thuyền đánh bắt hải sản lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đang khẩn trương triển khai các giải pháp để chung tay cùng ngành thủy sản cả nước gỡ thẻ vàng EC. Trong đó, giải pháp được chú trọng nhất là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động ngư dân, chủ tàu, thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi hành nghề biển. Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền có 961 tàu khai thác hải sản, trong đó có 836 tàu có chiều dài trên 15 mét đánh bắt ở vùng khơi. Để ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy sản trái phép, nỗ lực cùng cả nước gỡ thẻ vàng EC. Chín ấp trên địa bàn xã đã thành lập 9 nhóm Zalo kết nối các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên của từng ấp. Các nhóm do bí thư chi bộ, trưởng ban ấp làm trưởng nhóm. Thông qua các nhóm này, địa phương thông tin tuyên truyền các văn bản từ trung ương đến địa phương liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đồng thời thông báo các tàu bị mất kết nối, vượt ranh giới đánh bắt, giúp chủ tàu kịp thời khắc phục hoặc báo cáo cơ quan chức năng hỗ trợ giải quyết. Chúng tôi luôn luôn cập nhật tin tức hàng ngày và đồng thời cũng nhắc nhở bà con phải quan tâm, chú ý đến nhóm. Mỗi khi thấy trang nhóm mà báo thì bà con cũng cố gắng để xem cho biết được các cái văn bản đó là gì, tuyên truyền về nội dung gì, thông tin gì, mang lại lợi ích gì đến với bà con, người dân, nhằm mục đích để bà con an tâm vươn khơi bám biển mà chấp hành pháp luật, đảm bảo được làm sao để quyết tâm để chúng ta cùng với cả nước tháo gỡ được cái cảnh báo thẻ vàng của EC trong tháng 10 đến. Từ tháng 4 năm 2023 đến nay, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể xã Phước Tỉnh đã luân phiên phối hợp với đồn biên phòng Phước Tỉnh tổ chức 10 buổi cà phê sáng cùng ngư dân, kết hợp với phát tờ rơi tuyên truyền vận động ngư dân chống khai thác vi phạm IUU. Song song đó, xã còn thành lập các đoàn đi đến từng nhà, từng cảng cá để tuyên truyền vận động và yêu cầu ngư dân ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển. Trước đây thì chúng tôi làm thì nới giãn ra 2-3 tuần, 3-4 tuần một lần. Nhưng mà giờ cao điểm này từ đây đến tháng 10 thì chúng tôi làm liên tục hàng tuần. Để trên tinh thần đó là hết lớp bà con này tới lớp bà con khác tiếp cận, mình tuyên truyền, nắm bắt những cái thông tin của bà con dân. Trước đây thì chúng tôi tập trung cho cái đối tượng là chủ tàu và thuyền trưởng. Để đến giai đoạn này thì chúng tôi là triển khai mở rộng cho là ngư dân luôn, tức là thuyền viên. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, ngư dân xã Phước Tỉnh đã nắm chắc phạm vi vùng biển Việt Nam được phép khai thác, nâng cao nhận thức về IUU. Qua đó đồng lòng quyết tâm chung tay gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Tôi là chủ tàu của hai đôi ghe, tôi kiên quyết coi như không xâm phạm vùng biển nước ngoài, coi như quyết tâm, coi như thực hiện đúng quy chế của nhà nước và đảng đưa ra, tuyên truyền cho tài công và bạn ghe coi như quyết tâm không thực hiện coi như là đánh bắt vùng biển nước ngoài. Mình cũng làm theo quy định của nhà nước thôi, nhà nước quy định sao thì mình làm vậy theo vấn đề của nhà nước đưa ra, mà trong cái xâm phạm vùng biển nước ngoài rồi. Thực hiện các cái chỉ đạo của Trung ương, Bộ Nông nghiệp, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân tỉnh, thì huyện ủy cũng đã lãnh đạo chỉ đạo ban hành các cái kế hoạch hết sức là cụ thể, hết sức là chi tiết để làm sao tuyên truyền đến, tiếp tục tuyên truyền đến bà con ngư dân từ đầu năm cho đến nay. Phải nói rằng thì bà con ngư dân chúng ta chấp hành rất tốt các cái chủ trương, các cái chính sách pháp luật của đảng nhà nước trong cái việc mà chấm dứt. Do đó thì trong 9 tháng đầu năm là không có trường hợp nào mà xâm phạm vùng biển nước ngoài, vùng trồng lấn, vùng đặc quyền kinh tế để đánh bắt thủy hải sản trái phép. Huyện Long Điền là địa phương có số lượng tàu cá nhiều nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với hơn 2.280 tàu. Trong đó, hơn 1.200 tàu cá hoạt động vùng khơi. Với quyết tâm không để một tàu cá nào trên địa bàn huyện bị nước ngoài bắt giữ do đánh bắt trái phép, các cấp các ngành địa phương trên địa bàn huyện đang đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến ngư dân về chống khai thác IUU.